Nào trật tự nhá, đọc đề bài đi ạ. Cho nhìn. Tính diện tích xung quanh một hình nón, biết rằng hình nón này ngoại tiếp một tứ diện đều. Thế bơ các bạn nghe này, tất cả những dạng bài ngoại tiếp nội tiếp này thì cái thằng nào nằm ngoài chúng ta vẽ trước. Thế bài này các bạn thấy ngay là hình nón ngoại tiếp cái hình tứ diện nhá. Nghĩa là nón nằm bên gì? Bên ngoài. Vậy chúng ta vẽ hình nón trước nhá. Tập trung nghe bài này này. Xong chưa? Thế nào là hình nón ngoại tiếp hình tứ diện? Thì các bạn hiểu như này. Nghĩa là đáy của chúng ta, hình tứ diện đáy là tam giác hay tứ giác? Hình tứ diện đáy là tam giác hay tứ giác? Tam giác đúng không? Tứ diện là vẽ giống chóp tam gì? Tam giác. Thì ở đây thầy vẽ một cạnh ngắn này. Một cạnh dài này, một cạnh nằm ngang giống như bình thường. Và bạn nhớ là tâm của đường tròn ngoại tiếp ấy, đúng không ạ? Đúng không? Tâm của đường tròn ngoại tiếp chưa? Chính là trọng gì? Trọng tâm. Bởi vì bài này người ta cho tứ diện gì? Tứ diện đều. Tứ diện đều nghĩa là tam giác đáy, tam giác gì? Đều. Các đại học rồi. Vậy ở đây các bạn nối đường gì đây? Đường trung tuyến vào. Tỷ lệ 1 phần mấy? 1 phần 3. Và đây chúng ta có đường cao là như này. Lại nối vào. Thì các bạn sẽ có cái hình của chúng ta như sau. Nào chân tử nào. Nào các bạn nhìn xem bảng. Người ta cho hình chóp đều và bắt chúng ta tính diện tích xung quanh của hình nón. Vậy đầu tiên chúng ta viết xem công thức diện tích xung quanh là cái gì. Thì diện tích xung quanh của hình nón chúng ta sẽ bằng PR gì đấy? L, tuần trước chúng ta đã học rồi. Vậy bài này chúng ta cần đi tính hai thứ. Thứ nhất là bán kính đáy, thứ hai là đường gì? Đường sinh. Đúng không ạ? Và bây giờ vấn đề là người ta không hề cho thằng nào liên quan đến nón, không cho thông số nào liên quan đến nón, mà người ta lại cho cái thằng tứ diện đề, tứ diện đều nằm bên trong. Các bạn đọc đề bài tứ diện đều người ta cho bằng mấy đây ạ? Bằng A đúng không? Thì các bạn nhìn cho thầy này. Thứ nhất là đường sinh. Đường sinh là đường là hạ từ đỉnh nối đến một điểm bất kỳ nằm trên đáy đúng không ạ? Thế bạn có nhìn cho thầy là SA, FB, SC chính là đường sinh không? Từ đỉnh nối xuống một điểm bất kỳ nằm trên đường tròn đáy chưa? Thì bạn thấy ngay đường sinh chính là một trong ba cạnh của tứ diện gì? Tứ diện đều. Thì thầy lấy là FB nhá. Mà người ta cho tứ diện đều SA, BC này ấy, nó có cạnh là gì? Là A nhỏ chưa? Vậy anh này bằng mấy đây? Bằng A nhỏ luôn. Đúng không? Tứ diện đều là có tất cả các cạnh bên bằng nhau và bằng luôn cả cạnh gì? Cạnh đáy. Thế thì bài này xong luôn rồi, đường sinh xong rồi nhá. Vậy cái chúng ta tìm là bán gì? Bán kính. Các bạn nhìn bán kính này. Nhắc lại nhá. Khi mà hình tam giác đều có một đường tròn ngoại tiếp ấy, thì tâm chính là trọng gì? Trọng tâm của tam giác này. Cho nên tại sao ở đây thầy vẽ một đường trung tuyến lấy tỷ lệ 3 đoạn bằng nhau chưa? Thì ở đây các bạn thấy ngay O là tâm đáy. Thế thì có phải OA chính là bán gì? Bán kính không? Có nhìn thấy đoạn OA này không? Nối từ tâm O đến một điểm bất kỳ chưa? Thì các bạn nhìn này, bán kính của chúng ta chính là bằng O gì? OA. Nhưng OA các bạn ý xem, theo tính chất trọng tâm ấy, OA bằng mấy phần AI? 2 phần 3 đúng không? Thế là xong bài. 2 phần 3 AI chưa? AI là đường cao của tam giác gì? Tam giác đều. Nhớ cái tam giác đều cạnh là A thì đường cao bằng A căn 3 trên mấy? Trên 2. Vậy lắp vào đây là xong bài. 2 phần 3 A căn 3 trên 2. Vậy kết quả là A căn 3 trên 3. Vậy thay ở đây chúng ta sẽ có diện tích sẽ bằng pi nhân A nhân A căn 3 trên 3. Kết quả thầy sẽ có là pi A bình căn 3 trên 3. Đáp án nào đây cả lớp? Đáp án nào đây ạ? Đáp án A. Các lớp hiểu bài này chưa? Đấy. Thì bài này thực ra chả có gì khó cả. Nó vẫn là kết hợp giữa cái gì ạ? Kiến thức của cái chương 1 và kiến thức chương mấy? Chương 2. Việc tính toán liên quan đến hình chóp ở chương 1 chúng ta làm rất là nhiều rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta gắn kết với cái việc là tìm xác định tâm.
của đáy, đúng không ạ? Và tính bán kính của đường tròn đáy và tính đường cao của hình nó là xong bài. Đấy, mọi thứ nó rất là ok. 55 không khác gì cả, nhưng mà là chóp tứ giác đều. Thế bây giờ chúng ta vẽ như sau. Hình nón ngoại tiếp, cho nên là thầy vẫn vẽ hình nón trước. Rồi, nón trước này. Bây giờ chúng ta vẽ lấy cân cân một chút nhá. Lấy giữa chúng ta lấy vẽ, các bạn vẽ thêm một cái hình bình ảnh vào đây. Cân cân một chút đi nhá. Đấy, hình bình ảnh vào đây. Tâm chưa? Thì tâm là giao của hai đường gì? Hai đường chéo. Đấy, đường cao rõ ràng này. Các lớp nhìn lên cái hình này có hiểu không ạ? Ok chưa? Đấy, hình nón ngoài tiếp một hình chóp tứ giác đế, tứ giác đều. Bơ người ta bắt tính diện tích xung gì xung quanh hình nón đúng không? Chúng ta lại viết công thức ra. S xung quanh thì sẽ bằng pi nhân r nhân với cả l. Nào các bạn nhìn này, bài này chóp tứ giác đều người ta cho là có cạnh đáy bằng a, thầy chọn luôn a bằng 1 nhá. Còn cạnh bên là mấy a? 4 a, nghĩa là bằng mấy? Bằng 4 chưa? Bơi đi tính này các bạn nhìn này, các bạn thấy ngay sc chính là đường gì? Đường sinh của hình nón và đồng thời là cạnh bên của hình chóp đều chưa? Mà nó cho hình cạnh bên là bằng mấy? Bằng 4. Vậy đường sinh bằng luôn sc bằng mấy lên các bạn? Bằng 4, người ta tặng sẵn chúng ta rồi. Vậy cái chúng ta đi tìm là bán kính đáy, đúng không ạ? Thì bạn nhìn, vì đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông ABCD, thế các bạn thấy rồi, các bạn xác định tâm của cái thằng hình vuông không? Tâm của hình vuông là giao của hai đường gì? Đường chéo. Đây chính là tâm của hình nhá. Thế đường kính, bán kính các bạn hiểu là từ tâm O nối đến một trong tất cả các điểm, đúng không? Nối đến điểm nào nằm trên đường tròn là đều là bán kính hết. Thì đây có thấy ngay OC là bán kính không? Này nằm trên đường tròn đáy chưa? OC là bán kính nhá. Vậy bán kính mình cần đi tính chính là O gì? OC hoặc là OD hoặc OA hoặc OB đều như nhau, đúng không ạ? Thế các bạn để ý này, OC luôn bằng một nửa AC không? Theo tính chất của hình vuông chưa? Vậy bằng AC trên mấy? Trên 2. Thế thầy hỏi các bạn, hình vuông cạnh là một có tính được đường chéo tính nhanh không? Tam hình vuông cạnh A đường chéo là A căn mấy? A căn 2. Thế thằng này là 1 hay là căn mấy? Căn 2. Vậy AC trên 2 sẽ bằng căn 2 trên 2. Đến đây cả lớp có tự làm nốt cho thầy được không ạ? Thay vào là xong đúng không? Sẽ bằng pi nhân căn 2 trên 2 nhân với 4. Kết quả là 2 căn 2 pi. Với hiểu rằng ở đây chúng ta đang chọn A bằng mấy? A bằng 1. Đáp án các bạn thay A bằng 1 và ra đáp án nào đây ạ? Đáp án A. Để bắt đầu có yếu tố góc nhá. Tập trung nghe này. Nào bác sĩ Trịnh Đình Quang nào. Ở 57 các bạn nhìn. Đọc nghe. Cho hình chóp đều SABC, đúng không ạ? Đấy, và quan trọng là ta lại cho hình nón ngoại tiếp gì đấy? Ngoại tiếp chưa? Thế vẽ nón trước nhá. Thế bài này bây giờ mình thầy sẽ vẽ kiểu đẳng cấp này. Kiểu đẳng cấp là kiểu này, là chúng ta bỏ bớt cái hình nón ở bên ngoài đi, đúng không ạ? Sau khi các bạn làm quen ta bỏ bớt hình nón bên ngoài chưa? Tập trung vào thằng hình chóp thôi nhá. Bây giờ thầy sẽ vẽ trực tiếp hình chóp đều ra. Đấy, tam giác đều thì thầy vẽ tam giác trước này. Xong chưa? Thì hình chóp đều muốn dựng đường cao thì tâm đường tròn ngoại tiếp, đúng không? Là trọng gì? Trọng tâm, dựng đường cao lên. S, A, B, C. Rồi, bơ hình nón nhé, bạn hiểu hình nón là gì? Hình nón là chúng ta sẽ có cái đường tròn đáy ngoại gì? Ngoại tiếp, đúng không? Đấy, ở đây các bạn sẽ thấy ngay chúng ta sẽ có một cái đường tròn. Nó bao quanh này không ạ? Thế các bạn nối vào đi, các bạn có thấy ngay là hình nón ở đây không? Có tương tự điều này không ạ? Đúng không? Nhưng mà cái này, cái màu vàng này chúng ta đừng quan tâm bộ nhá. Chúng ta không cần, thực ra cái màu vàng các bạn không cần vẽ đâu. Các bạn chỉ cần hiểu rằng đấy, hình nón là như vậy. Bây giờ chúng ta đi tính này. Bài này người ta bắt chúng ta tính diện tích xung quanh của hình nón. Thì chúng ta lại viết công thức ra. S xung quanh bằng PRL. Nào các bạn nhìn, chúng ta biết những cái gì rồi?
Thấy ngay đường sinh chính là một trong ba cạnh bên chưa? SA hoặc SB hoặc S gì? SC. Thì người ta cho hình chóp đều này của chúng ta có cạnh đáy bằng A, nghĩa là bằng 1 nhá. Và biết rằng góc giữa mặt bên với mặt đáy bằng 60 độ. Đấy, bài này vấn đề là khó hơn ở cái đoạn đấy thôi. Nào bơ các bạn nhìn nhá, bài này chúng ta chưa tính được đường sinh, đúng không ạ? Cũng chưa xác định được bán gì, bán kính. Nhưng mà chúng ta xác định trước đi. Đường sinh chắc là cạnh bên này. Đi tính cạnh bên là xong này. Còn bán kính đáy thì các bạn nhìn này, O là tâm đáy chưa? Đúng không ạ? Nối đến OA hoặc là OB hoặc là O gì? OC đúng không? Thế tên nối vào O gì đây? OA nhá, đây thằng này là bán kính đáy này. Bơ đi tính hai này là xong. Thế bơ các bạn nhìn nhanh này, OA sẽ đang tính được ngay. Tại vì sao? OA theo tính chất trọng tâm ấy thì AO bằng 2 phần 3 lần A gì? AI. Đúng không? Y chắc chắn là trung điểm của B gì đấy? BC rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ có là 2 phần 3 lần AI. Mà tam giác đều cạnh là 1 chưa các bạn? Đúng không? Thì đường cao là A căn 3 trên mấy? Trên 2. Thay A bằng 1 vào là bằng căn 3 trên 2. Tóm lại AO đã xong nhá, là căn 3 trên 3. Đấy, bờ mấu chốt đi tính thằng này rồi. Như thầy gợi ý này, muốn tính L nhưng mà chúng ta chưa dùng cái điều kiện góc đúng không ạ? Vậy chúng ta phải xác định gì? Xác định góc trước. Góc giữa mặt bên với mặt đáy thì các bạn hiểu là đáy của chúng ta là lấy tam giác ABC hoặc lấy đường tròn này như nhau nhá. Thế bây giờ các bạn nhìn này, ở đây có ba mặt bên SAB, SBC với cả SAC thì các bạn lấy anh nào cũng được. Nhưng nhớ này, nguyên tắc nhá, lúc nào thầy cũng lấy cái mặt phẳng bên, thường là bên phải hoặc bên trái thì nó sẽ dễ vẽ hình và xác định hơn và hình nó đẹp hơn. Thì thường thầy hay lấy bên tay phải là lấy mặt phẳng FB gì đấy? FBC. Đấy, thế thì ở đây thầy sẽ đi xác định góc giữa mặt phẳng FBC với mặt đáy ABC. Chắc chắn một nửa lớp này quên, thậm chí là 90%. Nó lại cách xác định góc giữa mặt phẳng này. Bước 1 là bạn xác định giao tuyến. Nhìn ngay mặt phẳng FBC với cả ABC giao tuyến là B gì? BC. Đúng không ạ? Thầy ghi BC ở đây. Bước 2 là xác định chân vuông góc hạ từ đỉnh xuống mặt đáy là gì đây? Là O. Đúng không ạ? Bước 3 là từ O tôi kẻ vuông góc với cả B gì? BC. Thực ra không cần kẻ đâu, có sẵn rồi đấy ạ. Chính là O gì? OI. Các em chỉ cần xác định được đúng 3 bước này, đọc luôn góc này. Công thức là đỉnh thì là đỉnh gì đây? Đỉnh S. Chân vuông góc tại giao tuyến thì chân góc tại gì đây? Y. Và cuối cùng là chân góc hạ từ đỉnh xuống mặt đáy là gì? Là O. Và góc tôi cần xác định là góc SIO nối vào. SIO. Câu này chưa cả lớp? Đúng chưa? Vấn đề là cái góc này liên quan gì đến cạnh bên? Đấy, đấy mới là vấn đề. Bởi vì các em để ý nhá, nếu mà các bạn lấy góc này và cạnh bên các bạn nhóm vào một tam giác ấy, thì các bạn nhìn thôi vào tam giác SAI. Có đúng không ạ? Tam giác SAI chứa cái góc này chưa? Và chứa cạnh SA cần tính không ạ? Nhưng vấn đề dở hơi là cái tam giác này không phải tam giác vuông, chứ nó không thể tính được. Các bạn công nhận là tam giác SAI có vuông không? Không. SOI thì có thể vuông này, hoặc là SAO có thể vuông đúng không ạ? Vậy mấu chốt mình sẽ thấy sẽ tính thông qua thằng cái thằng SO. Các bạn nhìn nhá, nếu chúng ta nhìn vào tam giác SOI, tam giác vuông biết một góc chưa? OI tính được không? OI bằng 1 phần 3 lần A gì? AI. Mà AI bằng căn 3 trên mấy? Trên 2. Tóm lại OI biết đúng không? Biết một cạnh biết một góc tính được SO không? Thông qua lượng gì? Lượng giác đúng không ạ? Nếu biết SO này, nhìn vào tam giác SAO này, trong tam giác SO biết SO chưa? Biết AO chưa? Thế Pythagore tính được SA không ạ? Có. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tính SO trước. Nào lượng giác các bạn nhìn này, SO ở vị trí đối chưa? Còn OI ở vị trí gì? Kề. Vậy tan 60 sẽ bằng đối trên kề, nghĩa là SO trên O gì đấy? OI. Ok không ạ? Nào tính luôn nhá. Vậy thế SO sẽ bằng tan 60 nhân OI đúng không ạ? Tan 60 bằng căn mấy? Căn 3 chưa? OI thì bằng theo tính chất trọng tâm là 1 phần 3 lần A gì? AI. Vậy thay bỏ căn 3 nhân 1 phần 3 nhân căn 3 trên 2, kết quả ra bao nhiêu đây các bạn? Nhẩm giúp gọn là 1 phần mấy? 1 phần 2. Đúng không ạ? Các bạn tự ở mình tính kiểm tra lại nhá. Vậy là biết SO rồi.
đúng không? Biết L muốn tính AO thì đẩy vào tam giác S A gì? LAO đúng không? Pythagore là xong. Xét tam giác SAO này, vuông tại O thì SA là cạnh huyền, vậy SA sẽ bằng căn bậc 2 của SO bình cộng với cả AO bình. Đúng chưa cả lớp? Nào thay vào đây là xong rồi đấy. SO và tính là 1 phần mấy? 1 phần 2 tất cả bình. Nào, AO luôn tính chưa? Đây, AO bằng căn 3 trên mấy? Trên 3 tất cả bình phương. Bấm máy tính kết quả ra bao nhiêu đấy các chế? Ra bao nhiêu đấy ạ? Bấm vào thầy đi. 1 phần 4 cộng với 1 phần 3 căn 21 phần 6 hay sao nhỉ? Đúng không? Ừ. Xong bài rồi đấy. Xong rồi. Quay lại cái thằng này, quay lại anh này. R đúng không? Là AO biết chưa? L là bằng S gì? SA chưa? Thế cái lớp thay ở đây có tính được nốt bài này không ạ? Thế thay vào chúng ta sẽ có là gì đây? Xóa đoạn xác định góc nhé, cái này đoạn này chúng ta làm được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có là pi nhân căn 3 trên 3 nhân với căn 21 phần 6. Đáp án nào đi ạ? D. Xong bài. Đấy, câu lớp 9 này, xem câu 59 có gì đặc biệt không mà các bạn gặp khó khăn nhá. Câu 59 là cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy và cạnh đường cao. Tính thể tích thể tích khối nón nội tiếp hình nón, hình chóp đó. Ok. Bài này hình nón có phải ngoại tiếp không? Không, mà là hình nón nội gì? Nội tiếp. Bơ cả lớp nhìn lên bảng nghe thầy nói này, nhìn lên bảng nghe thầy nói. Đầu tiên thầy vẫn vẽ chóp tam giác ấy nhá. Chóp tam giác đều. Đấy là tam giác đều này. Thầy lấy đường trung tuyến chia làm 3 phần bằng nhau thì xác định được tâm, đúng không? Đường cao luôn. Nghe thầy nói nhá. Đây này, cái này là kiến thức lớp cấp 2. Các bạn không vẽ được hình vì các bạn quên mất điều này. Các bạn nhìn hết lên bảng. Trong một tam giác đều ấy, các ông nghe tôi này, tam giác đều thì có hai cái đường tròn, một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội gì? Nội tiếp. Để vẽ hơi méo một chút nhưng mà đây là ngoại gì? Ngoại tiếp. Thế còn nội tiếp thì sao? Đây này, nội tiếp nghĩa là cái đường tròn này nó tiếp gì? Tiếp xúc với cả ba cạnh. Ok chưa? Thì cái bài này của mình là nội gì? Nội tiếp chứ không phải ngoại tiếp. Thì nội tiếp tâm xác định như nào? Thì các bạn nhớ rồi, tam giác đều rất là biệt nhé. Đó là tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn nội tiếp là giống gì? Giống nhau. Đều là trọng gì? Trọng tâm. Các bạn nhìn này, phân biệt nhé. Nếu mà đường tròn ngoại tiếp ấy, đây nhá, thầy kể cái đường trung tuyến chưa? Thầy tiếp xúc ở đâu? Tiếp xúc chính là tại các trung điểm các cạnh bên luôn. Nếu mà đường tròn nội tiếp ấy, tiếp xúc với cả trung điểm này, các bạn thấy đây, trung điểm không? Thấy chưa? Nhìn nè. Nếu ấy xác định được tâm đáy là trọng tâm tam giác ABC rồi thì nhớ rồi, tính chất sau này, cái đoạn AG này này là bán kính đường tròn ngoại gì? Ngoại tiếp. Thế còn thằng GI này này là bán kính đường tròn nội gì? Nội tiếp, đúng không? Và bạn ấy phát hiện một điều rất là hay, đó là bán kính đường tròn ngoại tiếp cộng bán kính đường tròn nội tiếp thì ra chính là đường trung gì? Đường trung tuyến chứ. Cả lớp có nhìn thấy điều đấy không ạ? Thế thì nhớ nhá, thì bài này nhớ này, ngoại tiếp là từ G nối đến đỉnh A, ok chưa? Còn nội tiếp là từ G nối đến trung gì? Trung điểm. Trung điểm và tiếp xúc cho các bạn nhìn thì cũng nhận thấy đúng không ạ? Rồi, thế nhiên mới tập trung bài này. Bài là tâm đường tròn nội gì? Nội tiếp. Đây, vẽ ba cái trung điểm ra, chúng ta vẽ áng áng này, nó tượng trưng thôi, chúng không phải chính xác quá. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ có một cái khối gì? Khối nón như này đúng không cả lớp? Có nhìn thấy khối nón không ạ? Màu vàng thì vừa vẽ, các bạn nhìn thấy chưa? Ok chưa? Đấy, bơ đi tính thôi, kệ nó. Đây này, cái quan trọng là đây, đây chính là cái đường gì? Bán gì? Bán kính mình đi cần xác định đây này. Ta xong đúng không? Rồi bơ đọc xem nó cho cái gì nhá. Cạnh đáy bằng A, tam giác đều cạnh đáy bằng A, nghĩa là AB bằng 1. Cho A chọn A bằng 1 tính cho nhanh. Đường cao là 6A thì chọn luôn là A bằng 1 là 6. Xong chưa? À đường cao nhỉ? Ok, thế là S, SG. À SO này. Rồi, bơ nó bắt tính thể tích đúng không? Người ta bắt tính thể tích. Ok, thế thì sao? Nào viết thể tích khối nón nhá. V nón
sẽ bằng 1/3 là đường cao. Thì như thầy nói mãi là đường cao của cái bài toán thì nón nội tiếp hay ngoại tiếp một hình chóp thì nó tương đương với đường cao của hình gì? Hình chóp. Nghĩa là S gì đây? NO. Ok không ạ? Bây giờ diện tích đáy thì là đường tròn, vậy là PR bình. Đúng nhỉ cả lớp? R xác định như nào? Thì đây thầy vừa mới đánh dấu cho các bạn xem rồi đúng không? Thì bán kính ở đây chính là O gì? OI, nếu Y là trung điểm BC. Vậy đây cái mình đi tính là tính O gì? OI là xong bài. Đúng không? Bởi vì R ta cho bằng mấy? Bằng 6 rồi. Tập trung tính OI là xong đúng không? 10 giây. Tại sao nghe nhá? OI có phải là 1/3 là AI không? Đúng không? Mà AI là đường cao của tam giác đều chưa? Thế xong bài. Nhìn. OI bằng 1/3 lần A gì? AI. Mà AI dùng công thức tính nhanh chưa? Đường cao của tam giác đều cạnh bằng 1, vậy nó sẽ bằng căn 3 trên mấy? Căn 3 trên 2. Các bạn nhân chéo chúng ta sẽ có căn 3 trên 6. Làm theo đây, chúng ta sẽ có là 1/3 nhân 6 nhân pi nhân căn 3 trên 6. Mời cả lớp bấm cho thầy kết quả cuối cùng ra bao nhiêu đấy ạ? Ra bao nhiêu? Pi A mũ 3 trên 6 à? Đúng rồi, ra rồi đúng không? Đây là bình phương là 33 chỉ tiêu này. 6 trên 36 là 1/6 chưa? Vậy kết quả là pi trên gì? Trên 6. Nếu mà đáp án bạn thay A bằng 1 như lúc đầu chúng ta chọn thì đáp án gì đấy? Đáp án B. Có lớp hiểu vào này chưa? Ok chưa các em? Rồi. Các bạn nhìn này. Hình nón này. Đúng chưa? Hay là B nhá. Đây, hình nón này. Người ta bảo là có một hình chóp đều nằm trong, hay nói khác là ngoại à, hình nón ngoại tiếp hình tứ giác đều này. Đúng không? ABC. Đây, thì mình vẽ ABC đây. Đã nối vào xong. À, các bạn nhìn nhá. Còn gì chưa? Nào câu 61 bạn làm chưa được nhỉ? Các bạn có thầy nào 61 chưa làm được hoặc là chưa làm đến nào? Đây nhá, chóp tứ giác này, đường chéo này. Rồi. Nào, bơ người ta bảo là tính thể tích của hình này. Vậy là thể tích của hình chóp SABCD chúng ta sẽ bằng 1/3 lần đường cao là S gì? SO nhân diện tích đáy là diện tích của hình vuông ABCD CD. Các bạn nghe này, người ta cho hình nón góc ở đỉnh là 120 gì? 120, thế góc ở đỉnh là anh nào? Các bạn nhìn nhá, nghe này. Chính là góc này. Góc, gọi đây là EF đi. Đấy, người ta cho góc EF, ESF là 120 độ. Đúng không? Và người ta hỏi đi tính cái gì đây? Đã biết là thế, biết bán kính là R. Hương Nguyên là bé, vào wow, video. Rồi ok, các bạn này có gì không nhỉ? Sao lại hỏi nhỉ? Đây các bạn nhìn đơn giản nhạy nhá. Nhìn đơn giản nhạy. Nhìn vào cái tam giác này này. Thằng 120 độ chưa? Các ông nhìn cho tôi có đúng như thế không ạ? 120 độ chưa? Nhìn cái SO, SES thôi. Đây có đúng là trục là SO. Có phải 120 chứ thằng này là 6 gì? 60. Đúng không? Bán kính OF người ta cho bằng E gì? R gì? Thế bảo có tính được đường sinh theo R không? Pi ra gì? Pi ra co. Bây giờ đây chúng ta có là xét luôn tam giác SOF. Thì thầy sẽ có là muốn tính cái này đúng không? Là đối trên gì đây? À từ từ. Bài này không cần tính đường sinh luôn. Mà tính luôn đường gì? Đường cao S gì đấy? SO. Đúng không? Theo R chưa? R coi như một hàng số đã biết nhá. Đúng không? Bởi vì là thể tích người ta tính theo R mà. Các bạn cứ bảo tính theo cái gì thì bạn coi đây hàng số. Thì bài này coi là R biết rồi này. Thì tính SO theo R đối trên kề. Vậy đó là tan 60 độ.
sẽ bằng OF trên SO. Vậy từ đấy SO của mình sẽ bằng OF chia tan 60. Thế có phải R chia căn 3 không? Xong cái đường, xong cái đường cao của hình chưa? Đúng không? Thế ở đây chúng ta xong rồi gì nữa? Người ta cho diện tích đáy, các bạn nghe này. Các bạn nghe này. Nghe tiếp nhá. Người ta không cho thông số cạnh nào của cái thằng ABCD cả. Hình vuông này không biết một cạnh nào. Người ta chỉ biết rằng bán kính đáy bằng R, đúng không ạ? Bây giờ bạn hiểu là anh SO tính xong rồi nhá. Bây giờ tính nốt cái anh này thôi, theo R là xong. Thế mà các bạn nhìn thấy một hình mini như sau cho dễ hiểu này. Nhìn này. Đây là hình vuông đúng không? Nhìn trên hình kia cũng được, nhưng mà thôi, thầy muốn các bạn dễ hiểu, các bạn nhìn vào hình này cho nó dễ nhìn. Nào các bạn nhìn cho tôi. Bán kính là R, thế tôi hỏi các bạn AC là mấy R? AC đường kính nhá, là mấy R đây? 2R chưa? Đúng không ạ? Thế các bạn hiểu đơn giản này, muốn tính diện tích hình vuông ấy thì bạn phải biết một gì? Một cạnh đúng không? Thế đây thầy gọi cạnh AB là x chưa? Thế dùng pi ra gì? Pi ra go. Nhìn vào tam giác AB gì? ABC chưa? Thế pi ra go có phải là AC bình không? Sẽ bằng AB bình là x bình không? Vì là hình vuông là các cạnh bên bằng gì? Bằng nhau. Thế AB bằng AC đều là bằng x chưa? Đúng không ạ? Vậy tương đương thì chúng ta sẽ có là nào thay này? 2AC, à đâu, AC bình thì thay là 2R tất cả bình đúng không? 4R bình chưa? Bên này x bình có cái bình là mấy bình? X bình. Vậy dễ dàng suy ra 4 chia 2 là 2, x bình sẽ bằng 2R bình. Và từ đấy suy ra x sẽ bằng R căn mấy? R căn 2. Xong bài chưa cả lớp? Ok chưa? Rồi, thế thì thay từ đây tính được nốt diện tích không? Vậy chốt lại, thể tích chúng ta có là gì? Thấy ghi ở trên nhá. Sẽ bằng 1 phần 3 lần SO nhân diện tích đáy hình vuông ABCD. Sẽ bằng này. SO, SO ở đây vừa tính là bao nhiêu đây? À đó, đây là R trên căn mấy? R trên căn 3. Nào, diện tích hình vuông có phải lấy một cạnh bình phương lên không? Cạnh của mình là x đúng không? X tính là R căn mấy? R căn 2. Đây sẽ là R căn 2 tất cả gì? Cả bình. Kết quả thầy sẽ có là R mũ 3 này. Thầy bình phương là 2 căn 2. À đâu, thầy bình phương là 2 đúng không ạ? 2 căn 3 trên 9. Chụp căn thức luôn nhá. Các bạn bấm máy tính vào đây. Đáp án nào đấy ạ? Đáp án B đúng không? Đấy, xong bài nhá. Các em hiểu vào đây chưa? Cả lớp hiểu chưa nhỉ?